Sau đây là những tin tức quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, sau các diễn biến chính trị dồn dập tại Thái Lan chiều qua, dư luận quốc tế đã đưa ra những phản ứng đầu tiên. Ngày 22 tháng 5, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Stefan Dujarric cho biết, Tổng thư ký đặc biệt lo ngại về cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan diễn ra cùng ngày, đồng thời hối thúc Bangkok áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo rằng các quyền cơ bản của con người được tôn trọng. Cùng ngày, Tổng thống Pháp François Hollande đã kêu gọi Thái Lan ngay lập tức quay trở lại chế độ pháp quyền. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22 tháng 5 cho biết, Washington đang xem xét lại các hỗ trợ cũng như cam kết quân sự của mình với Thái Lan. Trong đó có một cuộc tập trận đang diễn ra tại Thái Lan, có sự tham gia của khoảng 700 lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ. Các phát biểu này được đưa ra sau khi vào 16 giờ 30 phút cùng ngày, quân đội Thái Lan tuyên bố đảo chính và thành lập Ủy ban gìn giữ hòa bình quốc gia nhằm nắm quyền điều hành đất nước sau khi các phe phái đối lập trong nước tham gia hai cuộc đàm phán trong hai ngày 21 và ngày 25 tháng 5 mà không đạt được thỏa thuận nào. Theo tư lệnh lục quân Prayut Chan-o-cha, quân đội Thái Lan đã buộc phải hành động như vậy vì không có sự lựa chọn nào khác trong thời điểm hiện nay.